là đó. Hiểu không? Hiểu cái lời nhắn gửi của em gái nhỏ không? Dạ, em có hiểu ạ. Có hiểu làm sao? Nói đi cho bạn yên tâm nè. Nếu mà muốn được chín thì phải vun đắp cái tình yêu để con tiến tới thành công. Cái dòng ghi của em nó rất là ý nghĩa. Và không thể nào mà trồng cỏ dại mà được hoa hồng đâu, nghe chưa? Dạ. Mình phải trồng hoa hồng, chăm sóc hoa hồng thì mình mới có hoa hồng. Hiểu không? Phải biết chăm sóc người ta đó, ý người ta là vậy đó. Dạ. Chăm sóc cái tình yêu đó. Giờ đợi hát đi. Dạ, anh xin phép tặng em bài hát Ai Chị Đen. Nhà gái mình giới thiệu về bản thân mình chút đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Ngọc Minh Trang, 27 tuổi. Con đến từ Đồng Nai. Nghề nghiệp của con là kế toán, nhưng hiện tại thì con đang trong giai đoạn thay đổi công việc nên con chưa đi làm. Mà giờ cưng đang ở đâu? Ở Đồng Nai hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ hiện tại thì con đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À vậy đó hả? Ừ. Rồi mời nhà trai. Em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Vũ Đại Dương. Em năm nay là 36 tuổi. Vũ Đại Dương. Dạ. Tên hoành tráng nha. Em thì làm người là kinh doanh tự do, dạy nhạc rồi cho thiếu nhi, rồi dạy cầu lông nữa. Dạy nhạc, dạy cầu lông. Em nói cho đàn gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là thích thể thao rồi âm nhạc. Còn điểm yếu của em thì đôi lúc thì em cũng hơi vội vàng và cũng hơi nóng, nó hơi nóng sinh tính một chút. Yeah. Rồi còn mình thì sao? Điểm mạnh của con là biết lắng nghe, dễ cảm thông cho người khác và ít nổi nóng. Còn điểm yếu của con là ca hát và nấu ăn. Vô karaoke ít khi không biết hát. Rồi có biết nấu ăn không? Dạ nấu ăn thì con chỉ nấu được những món đơn giản thì đó là điểm. Em trai có biết nấu ăn không? Dạ em biết. Biết nấu ăn, tình yêu là sự bổ trợ cho nhau đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Khoảng 3 mối tình. 3 mối tình, nó kéo dài không em trai? Dạ nó thì cũng không thể kéo dài được lâu. Mối thứ nhất bao lâu? Khoảng vài tháng. Mối thứ hai? Dạ cũng như vậy thôi. Mối thứ ba? Cũng vậy ạ. Vậy yêu làm gì? Yêu nhanh quá. Đó thôi chứ đó cũng chỉ chắc là những mối tình thoáng qua thôi đúng không? Dạ. Chưa có sâu sắc lắm. Dạ. Rồi còn bên mình nè, mình mấy mối tình rồi con? Dạ con trải qua 3 mối tình và một mối tình hồi học sinh. Chưa kịp nắm tay đi. Đã chia tay. Ừ, học sinh bỏ đi. Và 3 mối tình dạ. Này dạ. Là lâu nhất là bao lâu? Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Còn nhanh nhất? Dạ là 8 tháng. 8 tháng? Dạ. Lý do chia tay? Dạ mối tình gần đây nhất thì con không biết. Dạ tại tự đến tự đi vậy đó. Dạ đúng. Coi như bạn kia cũng có kinh nghiệm về yêu, tức là 2 năm ha. Thôi mình bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ chăm chút mối tình này nha. Biết đâu mình có duyên nợ hay sao ha. Yeah. Bây giờ bạn gái cho chúng tôi biết rằng bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Em thích mẫu người con trai đầm tính một chút. Dạ. Bên đây hơi bị đầm á. Dạ. Đôi khi đầm quá luôn á. Trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Được mấy phần trăm em trai? Em cũng có thể là đủ cái. Có thể là đủ. Dạ. Bạn bên đây đầm tính, em nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn đó. Còn em trai thì em muốn người phụ nữ thế nào? Dạ, em thích một người phụ nữ vui vẻ, thoải mái. Giống như bạn đó là giọng dễ nghe rồi. Dễ nghe hả? Dạ rồi. Còn gì nữa không? Thon thả rồi, nói chung dễ thương rồi. Có duyên rồi. Có rụt rè quá không? Dạ, em cũng không biết là có rụt không. Có một người đàn ông nào mà thích em không? Có người đàn ông thích. Có bao giờ em thích đàn ông không? Dạ không, em không thích đàn ông. Có bao giờ em bị đàn ông hung chưa? Dạ có. Có rồi luôn hả? Dạ. Có bao giờ em quen một người đàn ông nào chưa? Không có, bị sa ngã vậy mà. Bị hung rồi đó. Dạ. Nhưng mà em không thích, em chỉ thích phụ nữ thôi. À. Dạ. Chào em. Nhẹ nhàng. Dạ, em chào chị. Đôi khi dịu dàng, trầm lắng. Là đàn ông đã hung em rồi. Dạ, dạ, thật sự. Nhưng ông Mai, ông khui cái vụ đó ra là chị cũng bị hơi tò mò chút xíu á. Dạ. Lúc bị hung vậy em có biết không? Dạ không, lúc đấy thì tại mình bất ngờ quá. Mất hồn mất vía luôn đúng dạ, không? Dạ, mất hồn mất vía là cũng sợ. Sợ. Dạ, cảm giác là sợ. Ừ. Thì đến hôm sau đó là tránh. Né luôn, lần đó là lần duy nhất đúng không? Dạ, một lần duy nhất. Em có cảm nhận là thôi chết rồi, như đây là một nửa của mình không? Dạ, cũng có thể. Có cái dòng điện đó đúng không? Dạ. Làm gì mà mối mà nói lòng vòng thì cảm nhận dòng điện gì. Tôi thì cái cách tôi nói cho ông khó biết, cảm nhận không lắm. Phải tại đúng vì hồi nãy ông khui ra cái vụ mà bị đàn ông hung một cái là nhà gái bên tôi nè đó, ánh mắt mà lạc hồn như vậy luôn, nên tôi phải ấp qua đây liền để tôi xác nhận rằng là cái đó là gọi là tai bay vạ gió thôi. Ừ. Chứ không phải là người ta cố tình ta chủ động. Đừng hiểu có nói không? Phụ nữ là bị hung lén, đàn ông cũng hay bị hung lén lắm chứ bộ. Thì đó đây trời ơi, 27 tuổi thôi đó. Xinh dữ trời. Thì đó, con cảm ơn chú. Xinh rồi nha. Xinh mà. Cao nên là cao không? Đó vậy đó được á. Tôi phải dài luôn.
tôi phải qua tôi coi tình hình chứ. Nụ cười cũng rất là tỏa nắng luôn nha. Dạ, con cảm ơn chú. Con nói cho chú nghe đi, con cảm nhận anh ấy là một người như thế nào? Con nghĩ là anh khá hiền với lại khá nhút nhát để cho... Hiền quá. Dạ, khá nhút nhát để cho người ta không có nhận ra được cái giới hạn của họ đối với mình. Giới hạn hay là giới tính? Trời ơi, con ngại, con không dám nói chữ giới tính à? Nói chứ anh này là đàn ông, nếu như không có một cái người đủ mạnh để mà lôi anh ấy thì là hổng chừng anh ấy sẽ bị sa ngã. Chừng người là sao? Ông cũng vậy đó, tôi nói cho ông biết. Trai ta không ban lệnh lắm. Ông á gì không níu kéo ông lại á là hổng chừng á là ôi, có nhiều khi rất là bờ đờ luôn á. Chịu đâu, chịu đó, đâu, mọi chịu người đâu. Kỳ lắm luôn á. Nói giỡn thôi. Nói qua nói lại cho hai bên nói chuyện nhiều hơn á, để hiểu nhau nhiều hơn đó. Con không thích điều gì đàn ông? Con không thích ở đàn ông là tính hút thuốc. Chắc đây không hút đâu. Và phụ thuộc vào gia đình. Tức là có một số người đàn ông thì hay bị tác động bởi cái lời nói của cha mẹ. Người khác, dạ, nói chung là của nhiều người xung quanh. Ví dụ như ba mẹ kêu lấy là lấy, ba không thích lấy dạ, là đúng không rồi, lấy. Dạ đúng rồi. Thế là ba mẹ kêu gì làm đó. Dạ. Ví dụ dạ. Vậy ha. Có không? Dạ không, cái đó thì không có. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Có nhậu không? Dạ không luôn. À, không luôn. Được á. Rồi, rồi chúc mình tự cảm nhận thôi. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với cô ruột và bạn bè của con. À, xin chào cô. Xin chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và quý khán giả trong khán phòng. Cháu thì cũng tháo vát, có trách nhiệm đối với gia đình. Nhưng mà đôi khi thì cũng rất là dễ xúc động, cũng có mít ướt. Cô thấy bên đàn trai sao ạ? Thế thì nhận xét về cháu trai bên này thì cô thấy cháu cũng được. Nhưng mà theo như lúc nãy cháu nói thì cháu như vậy là cũng cần phải mạnh mẽ thêm một chút nữa. Nếu thế được thì hai cháu cũng là cho nhau cơ hội. À, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, anh đi với người anh, người thầy của em ạ. Rồi, anh người thầy. Thôi, xin mời. Trước hết cho em có lời gửi chào, lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, khán giả trong phim trường và quý khán giả xem đài truyền hình. Theo cái yêu cầu của nhà trai thì là muốn có một người bạn gái xinh đẹp thì là đạt hết cái yêu cầu đó. Hai em mà cảm thấy mình dành cho nhau cơ hội được, theo anh là rất là hợp. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi em. Mình nhận trước đi, dạ. Mình nhận trước rồi mình tặng sau nè. Dạ, em cảm ơn anh. Hoa trao hoa ha. Cái này là cái hoa em tự cắm. Em tặng anh. Trời ơi, phụ nữ tặng đàn ông bó hoa đẹp quá. Em cảm thấy cái món quà mà mình tự tay mình làm thì nó sẽ ý nghĩa. À, tự tay dạ, làm đẹp quá. Cắm cái hoa này hình trái tim với ý nghĩa là thật ra con người mình sống về mặt nghĩa bóng hay là nghĩa đen thì đều dựa vào trái tim. Thì em mong muốn anh là hãy trân trọng sức khỏe của mình và trân trọng những cái tình cảm xung quanh. Rồi con này là gì? Dạ em có kèm vài lời chúc chồng này. Mình cất hoa. Để cái hoa trong đây đi. Em xin đọc ạ. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Gửi anh câu nói mà em luôn thích. Bạn không thể trồng cỏ dại rồi mong đợi hoa rực rỡ nở ra. Hạt giống bạn gieo và cho phép bén rễ vào tim bạn sẽ quyết định những gì bạn gặt hái được trong mùa thu hoạch. Chúc anh luôn có những hạt giống tốt đẹp để gặt hái được những mùa vụ vui vẻ và hạnh phúc. Em Trang. Đó là đó. Hiểu không? Hiểu cái lời nhắn gửi của em gái nhỏ không? Dạ, em có hiểu ạ. Có hiểu sao? Nói đi cho bạn yên tâm nè. Nếu mà muốn được chín thì phải vun đắp cái tình yêu để tiến tới thành công. Cái dòng ghi của em nó rất là ý nghĩa. Và không thể nào mà trồng cỏ dại mà được hoa hồng đâu, nghe chưa? Yeah. Mình phải trồng hoa hồng, chăm sóc hoa hồng thì mình mới có hoa hồng. Hiểu không? Phải biết chăm sóc người ta đó, ý người ta là vậy đó. Chăm sóc cái tình yêu đó. Giờ đờn hát đi. Dạ, anh xin hát tặng em bài hát I'll be there for you if you should need me. You don't have a chance to sting. But I have the way you are.
So come with me, I serve you. I have you see forever true. Hold me now, trust me now. I don't want to leave without you. Nothing gonna change my love for you. You're thinking about now how much I love you. One thing can be sure, I'm gonna rest for more than you. Nothing gonna change my love for you. You're thinking about now how much I love you. You're gonna change my whole night dream. Nothing gonna change my love for you. Dạ, em xin cảm ơn mọi người ạ. Rồi, hay lắm, lãng mạn lắm. Thôi, bây giờ mình cảm nhận về nhau đi nào. Em nghĩ anh là một người sống khá tình cảm và em thích cái người mà sống tình cảm như vậy. Dạ. Anh thì anh qua gặp tiếp xúc em thì anh thấy em là con người rất là thoải mái, vui vẻ, người rất giàu tình cảm. Mà cũng anh cũng ít mà tiếp xúc được với những người mà lần đầu tiên mà anh cảm giác mà em lại nhiệt tình mà lại vui vẻ như vậy á. Thì là đừng có dối lòng. Bây giờ mình gặp mà mình thấy thích là mình phải bộc lộ liền. Dạ đó, thì là em là một cô phụ nữ là rất là tuyệt vời rồi. Là một người là người mà dáng cao, dáng chuẩn, có dễ thương cũng có luôn. Vậy anh có thích không nè? Dạ thì anh cảm thấy là anh cũng rất rung động vì em. Đó, đó câu đó câu chốt hạ đó. Cái cô gái bên đó là nhiều người thích lắm đó nha. Hồi nãy em nghe anh giới thiệu là anh hay nóng tính. Dạ, mỗi lần mà nóng giận lên như vậy thì anh giải quyết cái cơn nóng giận của mình như thế nào? Anh nghĩ chắc anh này nóng lên anh hát thôi chứ không làm gì đâu. Nóng với em làm gì nè? Nóng nhất thì em tìm cách để em hạ xuống nè, em nghe nhạc nè, em chơi đàn. Chơi đàn là một cái cách để hạ. Anh Linh nói quá hay luôn. Dễ thương á, nói chung là hiền quá. Mình đến với nhau thì em chắc ưu tiên về gia đình hơn đúng không? Em nghĩ là mình sống ở đâu thì nó cũng là cái duyên. Nhưng mà em chỉ muốn sống ở nơi mà em cảm thấy hạnh phúc. Nếu mà anh làm cho em cảm thấy là ở cái nơi đó, ở Vũng Tàu có anh, ở Vũng Tàu em hạnh phúc, thì em không có lý do để từ chối. Đó là đúng là lý do hợp lý nhất rồi. Bây giờ em trai thay lại. Dạ. À, được. Em gái để tay mình nút bấm. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Còn nếu không rung động, chúng ta không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Tập chủ động trong tất cả mọi thứ nha. Nếu muốn giữ cô gái này, ở đây có gia đình của bạn gái, anh nói điều gì đi. Con cảm thấy là rất là có điều rất là may mắn vì được gặp cô và em. Con sẽ cố gắng vun trầm trồng cái mảnh tình mà con đã tìm kiếm bấy lâu nay ạ. Rồi bây giờ nè, làm thủ tục đầu tiên nè. Rồi anh xin phép không làm điều gì trái pháp luật hết nè. Đó. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và thể đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc các bạn hạnh phúc. Lấy quà của